truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Tuấn Kiệt, ông giúp tôi chuyện này coi. Gì vậy? Chuyện gì? Giúp tôi một chuyện. Bà đừng có nói với tôi là bà kêu tôi đi tỏ tình giùm bà với Thiên Tùng nha. Ông bị khùng hả? Tôi với Thiên Tùng mà tỏ tình với không tỏ tình gì? Chứ giúp chuyện gì? Ông chỉ cần ngồi im một chỗ thôi là được rồi. Ngồi im một chỗ hả? Ừ. Nhưng đấy, mà bà muốn làm họa sĩ nữa hả? Không phải. Ông chứ sao? Ông chỉ cần ngồi im và không được chớp mắt nha. Không được chớp mắt hả? Ừ. Nhưng mà có chuyện gì? Nhưng gì? Bộ mắt tôi có vấn đề gì ạ? À? Tôi sắp thấy cái gì rồi nè. Thấy gì? Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Tôi đã kêu ông ngồi im rồi mà. Tôi thấy bà sắp chảy nước mắt kìa. Kệ tôi đi, mệt ông quá à. Ông làm tôi mất tập trung quá à. Vậy chứ tự nhiên bà bắt tôi ngồi im rồi không cho tôi nói chuyện nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi đang coi tương lai cho ông đó. Gì? Bà coi tương lai cho tôi hả? Ê, tôi ngồi im rồi nè, Coi đi. Ngồi im. Mệt ông quá à. Nè, coi. Tôi không coi nữa đâu. Ông coi làm đi. Tôi mất tập trung quá. Đang nghỉ mà, coi tương lai đi. Coi tôi đi tìm người khác coi. Ê, đây. Ê, Á Quân, coi giùm tôi đi Á Quân. Ê, coi giùm đi mà. Á Quân, coi giùm tôi đi. Chỉ cần cho một giọt hồ ly chín đêm trăng này vào nữa. Chỉ cần đợi cho nó sôi lên sùi bọt mép. À không, sùi bọt li ti. Một chút nữa thôi chắc chắn sẽ thành công. Bá đạo. Cái gì hú hồn hú vía vậy? Tôi nhờ ông chút coi. Đứng im một chút thôi. Là vụ gì? Ê, dược tôi đã thành công rồi nè. Cái gì vậy? Ông không đứng cho tôi coi. Đứng một phút thôi. Tôi đứng nãy giờ hơn 5 phút rồi đó. Làm gì tới 5 phút? Nè, dược của tôi đã thành công như là thời gian tôi dự đoán. Dược này là dược... Dược tình yêu. À, cái dược mà uống vô đau bụng gì đó hả? Lao. Chứ sao? Đó là dược trước kia thôi. Còn bây giờ tôi đã chế tạo thành công. Chỉ cần uống vào là người đó sẽ yêu mình. Bà uống thử đi. Khùng hả? Tôi uống vô tôi yêu ông hay gì? Tào lao á. Trừ khi nào á tôi muốn bà yêu tôi á, tôi phải bỏ tóc tôi vô đây đưa bà uống, khi đó bà mới yêu tôi. Còn bây giờ bà uống vô giống như là nước chè khác vậy thôi. Nào, để tôi uống thử coi. Gì vậy? Trời ơi, tôi mới nghe cái mùi thôi là đã thấy ghê rồi. Cứ như là mùi chuột chết ở dưới cống hả, 8 năm vậy đó. Thấy ghê quá à. Bà bị gì vậy? Thơm vậy mà kêu là thúi là sao? Rồi. Tôi biết rồi. Chính xác là tại cái mùi này nè. Mà hả, tôi không tập trung được á. Tại nó. Nè, bà vừa phải thôi nha. Tôi chế tạo nãy giờ mất thời gian lắm. Nghĩ sao mà nói nó như là chuột chết vậy hả? Chứ gì nữa, tôi nghe cái mùi thuốc quốc à. Chính xác là tại nó mà tôi không tập trung được á. Không phải. Phải. Không phải. Phải. Không phải. Mệt quá, tôi không nói chuyện với ông nữa. Ai thèm nói chuyện với bà? Vô kiếm chuyện với tôi không à? Cuối cùng, dược tình yêu của mình đã thành công. Hai. Gì? Vậy? Làm gì mà nhìn chằm chằm vô thầy vậy? Hả? Em làm gì vậy Quỳnh?
Dạ, em đang tự tập luyện nâng cao cái năng lực nhìn thấy tương lai của em á thầy. Trời ơi, em tập luyện em có nhiều cách, sao tự nhiên nhìn chằm chằm vô mặt người ta bất lịch sự quá vậy? Dạ, tại vì em chỉ biết có một cách đó thôi à, em đâu biết cách khác đâu thầy. Em biết không, cái năng lực mà nhìn thấy tương lai á, cái người mà sở hữu năng lực đó thì rất là khó. Biết sao không? Muốn là nhìn thấy tương lai thì mình phải sở hữu được năng lực vẽ công, không gian và thời gian, đồng thời phải kết hợp với linh cảm của mình nữa. Có cả linh cảm nữa hả thầy? Đúng rồi. À, một nhà tiên tri nổi tiếng thế giới đã nói rằng cái người đó muốn nhìn thấy tương lai thì thực ra đó là chỉ là những hình ảnh mơ mơ ảo ảo. Họ phải kèm theo linh cảm của họ thì họ mới giải mã được. Cho hiểu không? Em hiểu rồi. Đó, có nghĩa là bây giờ em sẽ dùng cái linh cảm của mình để nói lên những cái lời của tiên tri, đúng không thầy? Hả? Em biết rồi, em cảm ơn thầy nha. Hả? Em đi nha thầy, em cảm ơn thầy. Trời ơi, em mừng quá, em biết rồi. A Quỳnh, hình như mình nói một đằng, cái trò đó hiểu một nẻo thì phải. Ok, dọn dẹp rồi tính sao. Ê, bộ mỗi lần mà ông luyện tập năng lực của ông là ông phải hả múa mai quay cuồng vậy hả? Không có cái chị này vậy? diễn thêm chứ không, không diễn làm thêm vậy để gia tăng cái sự quyền bí cho cái năng lực của mình đó hả? Ừ, đầu tư quá cho nó hơi tào lao chút xíu thôi. Rồi sao? Ê, thường á cái năng lực của tôi á nó sẽ bộc phát khi mà tôi có công việc gì đó rất là khẩn cấp ha. Giống như ông bây giờ ông làm cho tôi khẩn cấp đi, giống như ông quánh ấy vậy đó, là tôi bắt đầu tôi sẽ có thể là tôi bộc phát cái năng lực của tôi, là có thể tôi sẽ dịch chuyển tất cả người trong cái trường này cách xa tôi mấy trăm mét luôn á. Trời gì ghê vậy? Ừ, vậy có nghĩa là mỗi lần mà ông gặp một cái chuyện gì đó khẩn cấp, ừ, thì ông sẽ dùng năng lực của mình, ừ, ông sẽ làm tức thời luôn. Đúng, mà không cần phải mà giống như lúc trước nữa. À, vậy thì bây giờ tôi nghĩ là ông phải đánh lừa cái bộ não của mình, là bây giờ là ông phải gặp một cái chuyện gì đó rất là khẩn cấp thì lúc đó năng lực của ông nó mới bùng phát ra. Đánh lừa bộ não hả? Ừ, được không? Đánh lừa sao ta? Thì bây giờ ông giả bộ như bây giờ là không có chuyện khẩn cấp nhưng mà giả bộ là đang có chuyện khẩn cấp. Khẩn cấp. Dịch chuyển. Không được, khó quá. Cố gắng như lắm rồi đó. Bây giờ để thực hành cái điều đó, bây giờ ông phải thật là tập trung. Và tôi sẽ đứng cách xa ông, bước đầu tiên là 10 mét thôi. 10 mét phải không? 10 mét. Rồi bây giờ đi vào kia. Đứng kìa. Cái gì vậy? Hai người giúp tôi chuyện này được không? Chuyện gì? Thì tôi mới vừa được cao nhân chỉ dạy cho cách tăng cao năng lực của mình đó, nên là bây giờ tôi sẽ coi tương lai cho hai ông. Ủa, cao nhân hả? Ừ. Chứ cái người đó cao lắm hả? Cao gì không? Và đứng hình luôn rồi kìa. Bây giờ cao nhân thì tất nhiên phải cao rồi, không lẽ lùn như ông. Tôi coi cho ông trước nha. Thôi coi cho Tùng trước đi. Tôi không coi đâu. Gì coi trọng đi. Vậy? Coi cho Tùng trước đi. Coi cho Kiệt trước. Coi ông trước đi. Coi cho Kiệt trước. Coi ông trước. Thôi. Coi cho ông. Tôi coi tính Kiệt trước. Quá hay, xuất sắc. Chị tôi nữa hả? Tôi nhìn chăm chăm vô con mắt nữa hả? Ừ, nhưng mà ông phải đứng im thật là nghiêm túc, thả lỏng người ra thì tôi mới tập trung coi được, biết chưa? Rồi coi đi. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Đi ra. Đó thấy chưa? Thì coi phải nhìn vô mắt chứ. Nhìn thấy tương lai thì mình phải sở hữu được năng lực vẽ công, không gian và thời gian, đồng thời phải kết hợp với linh cảm của mình nữa. Dùng trí tưởng tượng. Ủa, mày nói gì? Tôi nói là ông thả lỏng đi. Thả lỏng hả? Ừ. Thả lỏng. Thả lỏng gì kỳ vậy? Thì thả lỏng đó. Vũ Nguyên. Tuấn Kiệt ơi, ông nhớ là từ bây giờ ông phải đi đứng cẩn thận lại. Tôi nhìn thấy được á là ổng á bị tai nạn có liên quan tới chân. Cái gì? Gì? Ông bị què hả? Tôi bị què hả? Trời ơi, sau này tôi sẽ bị què. Trời ơi, Kiệt ơi, vậy là ông bị què rồi Kiệt ơi. Trời ơi. Bạn tôi, trời ơi, đẹp trai mà bị què. Tai nạn nhẹ nhẹ hả? Tôi sẽ bị què vậy sao Tùng? Tai nạn nhẹ thôi ông ơi. Tai nạn nhẹ nhẹ thôi chứ không phải là bị què bị. Ông á, ông nói tôi bị què. Thì tôi sợ ông đẹp trai mày bị què thì ủa. Mệt ông á. Bởi vậy. Giờ tới tôi coi cho Thiên Tùng nè. Thôi tôi không cần đâu, đừng coi tôi. Phải coi. Không, thôi tôi không thích đâu, lỡ gì què hay tròn. Phải coi. Không coi, tôi không muốn coi. Tôi thấy luôn rồi. Cái gì ghê vậy? Thấy gì? Nhanh dữ.
bản quyền phim, full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Khổ.